Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Ruby. Thì như ngày hôm nay có hai vị khách ở dưới Long An lên lên lấy cho mình là một cái bộ dàn karaoke gia đình VIP. Thì như trước mắt các bạn đang được thấy đây, một cái con van số Busa, hai con, một con X9, một con X7. Thì anh lấy là một con sử dụng cho gia đình chung với cái dàn này, và một con anh lấy riêng để anh làm thêm một cái dàn khác cho anh lấy nữa. Và kết hợp theo đó là một cái bộ Microsur 28D Plus đó, và ở dưới là cái con men 2 kênh HK 8000. Và trên như cái dàn loa thì anh ấy lấy cho mình là một cái cặp loa phun đơn 40 nha mọi người. Đây, phun đơn 40 được đồng bộ theo cái mạch phân tầng của bên chúng tôi luôn, và anh ấy yêu cầu là lấy giùm cho anh ấy một cái sấp điện. Các bạn nên nhớ nha, bên mình không có bán sấp điện, bên mình chỉ có bán sấp hơi mà thôi chứ không có bán sấp điện. Nhưng mà anh khách yêu cầu lấy cái sấp điện thì mình cũng liên hệ và đặt hàng giúp cho anh ấy thôi. Mình cũng không có bán sấp điện nha, bên mình không có kinh doanh. Và chút xíu nữa mình sẽ test nha cho các bạn ở trên cái dòng này, trên cái dàn âm thanh karaoke gia đình như thế nào nha. Đó, comment ở phía sau đây. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test luôn một cái bài karaoke nha mọi người. Vâng, và sau khi bên mình đã set up xong cho anh khách và anh khách đã test ok hết rồi, thì bên mình đã chuẩn bị hàng và
sẽ anh khách sẽ vận chuyển về cho anh khách ở dưới nhà ở dưới Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn, anh em nào quan tâm thì liên hệ về với hai số điện thoại như trên, hoặc là đến cái địa chỉ là 393 Lũy Văn Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, để chúng ta là trải nghiệm thực tế hơn với những cái dòng âm thanh thiết bị của bên chúng tôi đang có. Vâng, anh em nhớ like và đăng ký kênh YouTube của Điện Máy Ruby của chúng tôi để tiếp tục theo dõi những clip tiếp theo mà chúng tôi giới thiệu những cái sản phẩm mới nhất của bên chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.